Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học. Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học lập trình tại Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang một cái chủ đề mới. Đó là phần back-end, liên quan đến back-end. Thì ở video này cũng là câu trả lời cho khá nhiều bạn có inbox hay là những bạn có hỏi mình ở trên Tết. Đó là tại sao chúng ta phải học back-end và cái cơ hội việc làm của nó như thế nào. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ cái vấn đề này. Và tôi cũng sẽ ứng dụng một cái phần quản lý nho nhỏ để chúng ta hiểu rõ được là thằng back-end nó có vai trò như thế nào và nó có liên quan đến thằng front-end như thế nào. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng lại toàn bộ cái code của phần Medulla cấp mà chúng ta đã xây dựng ở những video trước. Đây, thì các bạn có thể nhìn qua cái giao diện của Medulla cấp này. Thì những cái mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây nó là giao diện tĩnh thôi, có nghĩa là ở đây nó toàn bộ của nó đang được cấu thành từ HTML, và khi các bạn muốn nhân lên một cấp nào đó thì các bạn sẽ phải đi copy cái code này. Đó, thì đấy là vấn đề của thằng frontend, có nghĩa là frontend nó chỉ giúp cho chúng ta tạo ra được cái giao diện tĩnh như thế này thôi. Đó, còn để có thể quản lý, thêm, sửa, xóa hay là cập nhật một cái menu bất kỳ hoặc là thêm một cái cấp nào đó trên cái menu này thì chúng ta phải dùng đến backend. Và cụ thể backend ở đây mà tôi muốn nói đến chính là thằng PPMySQL, cái mà chúng ta sẽ sử dụng để mà xây dựng cái chức năng quản lý cho cái menu này. Ok chưa? Thì để phát triển một website thì thông thường chúng ta sẽ phải đi từ frontend trước. Đó là lý do tại sao các bạn bắt buộc phải học frontend trước khi các bạn muốn học sang backend là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi học frontend thì nó sẽ giúp các bạn dựng lên được cái giao diện như thế này. Đó, dựng lên được cái giao diện web như thế này. Và cái giao diện này chúng ta sẽ kế thừa nó ở bên backend. Và chúng ta sẽ đưa code của thằng PP vào để chúng ta có thể quản lý được mọi thứ mà người dùng nhìn thấy ở trên trang này. Đó. Và sau này các bạn muốn mở rộng cái menu này hay là muốn thêm những tính năng cho menu này thì chúng ta chỉ cần thay đổi, cập nhật nó ở trong trang quản trị là được, mà không cần phải đi sửa code ở đây nữa. Có nghĩa là frontend chúng ta code một lần, và sau này tất cả mọi thứ thay đổi ở đây thì chúng ta sẽ xử lý nó ở trong trang quản trị. Và mục tiêu của chúng ta là làm web, làm hệ thống để cho một người không biết gì về lập trình có thể sử dụng được. Đó, nên là chúng ta sẽ phải sử dụng cái thằng backend để chúng ta tạo ra cái chương trình quản lý đó để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được nó, bất kỳ ai cũng có thể thêm được một cái menu vào đây hay là xóa một cái menu. Thì để hiểu rõ hơn vấn đề này thì hôm nay tôi sẽ demo cho các bạn chức năng quản lý menu này. Đó, thì để làm được cái việc này thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến thằng PP và MySQL. Đó, MySQL ở đây nó sẽ đóng vai trò là database, là cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin menu của chúng ta. Còn thằng PP nó sẽ đóng vai trò là cái trung gian để đọc dữ liệu từ thằng MySQL và hiển thị lên trên màn hình. Hay nói cách khác là thằng PP nó là cái trung gian để kết nối giữa thằng frontend và thằng database với nhau. Đó, mình nói như vậy để cho các bạn dễ hiểu. Và cái demo này mình cũng sẽ làm hết sức basic và code của nó cũng hết sức là simple để các bạn có thể hiểu được là chúng ta phát triển một cái chức năng quản lý với PP thì nó sẽ như thế nào. Ok chưa? Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tạo database cho nó. Thì database ở đây tôi sẽ mở lên và tôi sẽ để access vào MySQL. Thì trên máy của các bạn hãy cài Laravel hoặc là cài SAM hoặc là cài các backend riêng biệt để có thể sử dụng được PP MySQL ở trên máy. Thì các bạn có thể xem ở trên kênh của Suntech có hướng dẫn cài đặt môi trường trước khi chạy PP. Thì đây mình sẽ đăng nhập vào với một cái user. Thông thường các bạn sẽ để user của MySQL là root. Thì đây của mình sẽ để là root 1-p như thế này. Và chúng ta sẽ nhập password vào. Đó, sau khi nhập password vào tôi sẽ tạo ra một cái database. Ví dụ tôi tạo ra một cái database là Suntech như thế này.
Ok chưa? Sau đó tôi sẽ view database này. Đấy là tôi chọn cái database này để tôi sử dụng. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái database là Sumtext với cái table của chúng ta sẽ là menu có S như thế này. Thì bảng menu này sẽ có name, có parent, đó, và có ID. Tôi giả sử nó đơn giản như thế này thôi để các bạn hiểu. Rồi, thì lúc này tôi sẽ quay trở lại đây. Tôi sẽ tạo ra một cái bảng menu với cái lệnh của MySQL. Nó là menu. Đó, thì trong bảng menu này của tôi sẽ có ID với kiểu in là integer đó. Và tôi sẽ để nó là unsigned. Tôi để nó là unsigned, có nghĩa là không được phép âm. Và auto increment, có nghĩa là nó sẽ tự động tăng. Và cái ID này là quả chính primary Mariki. Đây, ok chưa? Primary key. Và tiếp theo tôi sẽ để name của nó. À, tôi để cái cột là parent, cũng có kiểu y là 10. Đó. Và tôi set cho nó default là 0. Tiếp theo tôi sẽ có trường name. Name của tôi sẽ để là 300, như thế này, 200. Đó, và nó không được phép luôn. Ok chưa? Lúc này tôi sẽ enter. Thì chúng ta đã tạo ra được cái bảng menu như thế này. Được chưa các bạn? Chúng ta có thể xem lại cái cấu trúc của bảng này. Đây, thì tôi sẽ để là menu như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Thì đây các bạn nhìn thấy cái cấu trúc của bảng này, nó sẽ có ba cái cột này với thông tin của từng cột tương ứng. Đây, ok chưa? Thì tôi sẽ giải thích về tại sao tôi sẽ dùng parent ở đây. Vì menu của chúng ta là menu đa cấp, nên tôi sẽ dùng thêm một cái trường parent ở đây để sau này thể hiện là à, thằng nào là cha của nó. Thì lát nữa tôi thêm dữ liệu vào thì các bạn sẽ thấy. Được chưa các bạn? Thì lúc này quay trở lại cái phần code của chúng ta, tôi sẽ dùng nó để quản lý cho cái menu nằm ngang ngày trước. Thì tôi sẽ tạo ra một cái file pp ở đây là menu x.pp. Đó, menu x.pp. Đó, ok chưa? Thì tôi sẽ chạy cái trang của tôi lên thông qua cái domain là sumtext.training menu. Nó nằm trong thư mục menu và tên file của tôi là menu x.pp như thế này. Đây, được chưa các bạn? Cái này nó đang chưa chạy. Menu thư mục của chúng ta là menu menu.pp. Nó đang báo là not found. À đây, nó chạy rồi. Ok chưa? Tôi sẽ copy toàn bộ cái menu x này sang đây. Đó. Thế đối với pp thì cái đuôi mở rộng của cái file của trang nó là .pp. Nó giống như trong CSS hay HTML. Thì đuôi mở rộng của từng file nó sẽ là .html. Đối với pp thì nó sẽ là .pp như thế này. Được chưa các bạn? Đó, lúc này nó chạy lên. Các bạn thấy đây, menu nó không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là khi mà chúng ta phát triển viết với PHP thì chúng ta vẫn kế thừa lại toàn bộ cái code của thằng frontend, của thằng HTML mà các bạn đã xây dựng trước đó. Được chưa? Tôi copy nó sang bên này. Đó, tôi làm đúng quy trình từ đầu cho đến cuối và làm chậm để các bạn có thể theo dõi được. Ok chưa? Đến đây thì chúng ta sẽ làm gì? Thì bây giờ tôi giả sử tôi sẽ đi loại bỏ những cái menu, những cái code HTML tĩnh ở đây đi. Tôi sẽ loại bỏ hết đi. Đây. Và vì sao? Sau này chúng ta sẽ sử dụng cái này, gọi nó từ PP. Đó, tôi sẽ để tạo một cái đây đã, để chúng ta xem đã. Được chưa các bạn? Đó, bây giờ chúng ta quay trở lại database của chúng ta. Chúng ta sẽ thêm menu. Thì tôi sẽ thêm dữ liệu vào trong cái bảng menu của chúng ta, chính là bảng này. Thì tôi sử dụng công lệnh MySQL, đó là insert into menu như thế này. Được chưa các bạn? Và tôi thêm name cho nó. Đó, thì chúng ta sẽ quy ước với nhau với những cái menu có parent là không, thì nó chính là cái menu root, menu cha trên cùng này. Thì parent của nó sẽ bằng không. Tôi sẽ thêm như thế này. Và tôi sẽ để là ví dụ như là home.
đó thì chúng ta sẽ có menu home, chúng ta sẽ có menu inbound, chúng ta sẽ có menu lại là new, chúng ta sẽ có menu là product, đó, category, đó, rồi chúng ta sẽ có menu là service. Tiếp theo tôi sẽ có menu là contact. Đây, thì tôi giả sử đây là những cái menu, chúng ta sẽ xem danh sách các menu mà chúng ta đã tạo ra, thì chúng ta select sao cho những bảng menu như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là đây là những cái menu root của chúng ta, tức là những cái menu nằm trên cùng, trên hàng ngang này, được chưa các bạn? Thì ở đây chúng ta có các menu này, đây được chưa? Và chúng ta quy định với nhau là đối với menu root thì sẽ có parent bằng 0. Đó. Bây giờ tôi muốn tạo ra một cái menu con cho thằng category. Đây, thì tôi sẽ thêm nó như thế này. Thì chúng ta sẽ thống nhất với nhau là đối với menu con thì nó sẽ có parent, nó sẽ có cái trường parent này bằng cái ID của cái menu child. Ví dụ tôi thêm một cái menu là con của category thì cái parent của nó sẽ bằng 5 như thế này. Đây tôi sẽ thêm trường parent. Đó. Thì đây tôi giả sử danh mục tôi có laptop này. Đó, và tôi thêm là 5. Được chưa? Sau đó tôi sẽ có là mobile này. Tôi có parent là 5. Tôi có desktop. Desktop parent là 5. Và tôi có printer parent cũng là 5. Và cuối cùng tôi có phần camera. Camera và parent cũng là 5. Thì lúc này khi mà chúng ta chạy select lại thì các bạn sẽ nhìn thấy là nhìn vào đây, các bạn đã phân biệt được chưa? Đối với những thằng cha thì có parent là 0 như thế này. Còn đối với những thằng con, ví dụ từ thằng 8 đến 12 thì cha của nó sẽ là thằng category vì có parent là 5. Đây, được chưa các bạn? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi làm một việc, đó là chúng ta sẽ đọc cái dữ liệu từ bên trong database này ra. Ok chưa các bạn? Đọc từ trong database này ra và sâu nó ra đây. Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ không dùng code, chúng ta sẽ không fix cứng code như thế này nữa, mà chúng ta sẽ lấy dữ liệu động từ trong database này ra. Thì để làm được việc đó thì chúng ta sẽ phải sử dụng PP, được chưa? Và bài này thì tôi sẽ thực hiện viết code PP ở trên này luôn để các bạn dễ theo dõi, và nó cũng là cái demo để cho các bạn học. Và điều quan trọng hơn nữa là tôi cũng sẽ không viết nó ở mức quá tối ưu, tôi sẽ viết nó ở mức gọi là nó simple nhất để các bạn dễ hiểu nhất. Thì ở đây để làm việc được với MySQL với thông qua thằng PP thì chúng ta sẽ phải làm các công việc sau. Thì đây là cú pháp khai báo để viết code PP, nó giống như các bạn viết code của thằng jQuery thì nó cũng phải có một cái khai báo, hay là code của CSS thì các bạn cũng phải dùng cái thẻ style này, đúng không? Thì thằng PP cũng tương tự, đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần viết như thế này thôi là chúng ta có thể viết code PP ở trong này được. Ok chưa các bạn? Thì để sử dụng PHP connect với database thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái hàm của thằng PHP cung cấp. Tôi để một cái biến là connect như thế này. Chúng ta sẽ dùng MySQL e connect. Đây, được chưa các bạn? Và thông tin truyền vào cái này là cái gì? Tôi sẽ chuyển ở đây thành PHP đây để cho chúng ta dễ nhìn. Đây, đó, MySQL QLE connect thì tên của nó là local host, tức là host name của nó, và cái username chính là cái mà chúng tôi vừa đăng nhập, nó chính sẽ là thằng root 1. Password tôi sẽ để là từ 1 đến 8, thì cái này nó phụ thuộc vào máy của từng bạn. Local host thì hầu hết là nó sẽ là giống nhau, còn cái này hầu hết các bạn sẽ để là root, còn password có bạn có hoặc không thì tùy các bạn, do lúc các bạn cài đặt thằng Laravel hoặc là lúc các bạn cài đặt môi trường cơ. Được chưa? Và cuối cùng tôi sẽ chọn cái database mà tôi vừa tạo là database Suntech.
Đây, như thế này. Được chưa các bạn? Chính là cái database của tôi vừa sử dụng ở trên đây này. Các bạn nhìn thấy tôi vừa in ở trên này. Đó, được chưa? Có nghĩa là cái câu lệnh này có nghĩa là chúng ta kết nối đến một cái server của MySQL với cái thông tin như thế này. Đó, kết nối thông qua username password này. Đó, server đó có hotname là localhost. Và cái database này có nghĩa là chúng ta kết nối và chúng ta chọn một database này để chúng ta thao tác với nó. Ok chưa các bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Sau khi một con đã xong, tôi sẽ viết một cái đoạn này. Nếu tôi sẽ kiểm tra nếu mà có lỗi thì sao. Đó, nếu mà MySQL connect errors, đó, giả sử nếu mà có lỗi thì tôi sẽ thông báo lỗi ở đây. Ví dụ như là database connect wrong. Đó, tôi giả sử như vậy. Được chưa? Và chúng ta sẽ dừng luôn chương trình ở đây. Thì cái hàm die này có nghĩa là dừng lại chương trình, không chạy tiếp nữa. Đây, thì chúng ta sẽ chạy thử lên. Chúng ta sẽ chạy thử lên. Ví dụ tôi để đây, tôi chạy lên như thế này. Đây, thì không vấn đề gì cả. Có nghĩa là đã connect thành công. Nhưng ví dụ tôi thay đổi ở đây một cái password thật chính thì sẽ phải báo lỗi. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nó báo lỗi như thế này. Database connect wrong. Có nghĩa là bạn đã connect database bị lỗi khi mà một trong những thông tin này bị sai. Ví dụ như database tôi chọn là một cái database không có đấy. Đó, nó cũng sẽ báo lỗi như thế này. Đó, nếu nó chạy đúng thì ok, nó sẽ đi tiếp. Được chưa các bạn? Nó sẽ đi tiếp. Và ở dưới này chúng ta sẽ làm gì? Sau khi mà chúng ta connect được rồi thì chúng ta sẽ đi làm một công việc, đó là chúng ta sẽ select dữ liệu ra thông qua câu SQL là select. Tôi sẽ select tất cả, là select sao? Select sao from đến đâu? Thì tôi sẽ select sao from đến bảng menu. Đó. Và tôi cần lấy ra cái cấp đầu tiên này này. Có nghĩa là tôi cần lấy ra những thằng có parent là 0 trước. Đây này. Đó, để tôi hiển thị lên cái cấp đầu tiên. Thì tôi sẽ where cái parent bằng 0 như thế này. Ok chưa các bạn? Đó, where parent bằng 0. Được chưa? Sau đó làm thế nào để tôi có thể lấy được dữ liệu ra từ cái câu query này? Thì tôi sẽ làm như sau. Thì trong PP nó cung cấp cho chúng ta một cái hàm là MySQL query, có nghĩa là đi thực hiện câu query này. Thì chúng ta sẽ thực hiện nó là query. Đó, query đến cái môi trường mà chúng ta đã connect, có nghĩa là query ở trên cái server này mà được thể hiện thông qua cái biến connect này. Và câu lệnh query của chúng ta là câu SQL ở trên. Đó, ok chưa các bạn? Và tôi đặt cái này thành biến vào một cái biến query như thế này. Đây, được chưa các bạn? Đó. Sau đó thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ sử dụng thêm một cái hàm nữa để lấy data từ cái query này. Thì tôi sẽ sử dụng cái hàm là MySQL effects assert như thế nào. Được chưa? Và tôi truyền query vào. Thì lúc này ở đây tôi sẽ lấy ra được một cái data. Đây. Thì với hàm MySQL fetch assert này thì chúng ta sẽ lấy ra được một cái bản ghi ở trong bảng menu. Tôi sẽ in cái mảng này lên. Đây, tôi sẽ in cái mảng data này lên. Đây, thì tôi sẽ in nó lên để các bạn có thể nhìn thấy được cái dữ liệu mà tôi lấy ra. Đây, được chưa các bạn? Tôi chạy lên này. Đó, thì các bạn nhìn thấy đây là một cái mảng mà tôi lấy ra được ở bên trong bảng menu. Đây chính là cái giá trị home này này. Đó. Thì đối với hàm fetch assert thì mỗi lần chúng ta thực hiện chúng ta chỉ lấy ra được một bảng ghi thôi. Thì để lấy hết được lần lượt từng cái ở trong đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái vòng lặp. Thì cụ thể đây tôi sẽ dùng vòng lặp while như thế này. Có nghĩa là từ while tôi đặt một cái biến menu bằng cái fetch assert này. Đây. Đây, được chưa các bạn? Và tôi khai báo cái biến data này làm cái mảng rộng như thế này. Được chưa?
Thì mỗi lần chúng ta chạy qua chúng ta sẽ rút được, thì chúng ta sẽ lấy ra được cái data menu này đó, và mình lấy ra được thì tôi sẽ put nó vào, tôi sẽ put nó vào cái mảng data kia. Đây đây, được chưa các bạn? Và tôi sẽ put cái biến menu kia vào đó. Ok chưa? Tôi giả sử đây tôi để biến menu có add đi đó, thì đây nó sẽ là menu và đây sẽ là menu. Thì các bạn sẽ thấy là khi tôi chạy lên tôi sẽ lấy ra được cái danh sách menu. Đây tôi thiếu chấm phẩy nên nó báo lỗi. Tôi chạy lên thì các bạn thấy là tôi lấy ra được danh sách những cái menu cấp đầu tiên, cấp ở hàng ngang này, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, thì làm thế nào để chúng ta có thể đủ dữ liệu này ra đây, ra màn hình này? Thì đơn giản là chúng ta sẽ sử dụng cái hàm for x để duyệt màn trong PHP đó. Thì ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ làm như sau đây. Thì ở đây tôi sẽ tối ưu nó vào một cái function, bởi vì sau này chúng ta sẽ thực hiện lấy menu sub thì parent của nó sẽ là khác không. Ok chưa? Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng chung được cái đoạn code này. Thì tôi sẽ làm như sau, function getMenu, getMenu menu số nhiều như thế này, được chưa các bạn? Và tôi sẽ truyền đây là cái parent, cái biến parent, thì mặc định cái parent của nó sẽ bằng không. Đây, và tôi đưa toàn bộ cái này vào đó, tôi sẽ đưa toàn bộ cái này vào trong một function. Thì cái biến connect này nó nằm ở bên ngoài function, để sử dụng được nó ở bên trong function ấy, thì chúng ta cần phải khai báo cái từ khóa global như thế này, được chưa? Cho cái biến connect đó, được chưa các bạn? Sau đó các bạn sẽ thay giá trị ở đây thì giá trị động như thế này. Thì mục tiêu của chúng ta là để dùng chung, tôi sẽ nội suy cái biến parent vào đây đó, được chưa các bạn? Tôi sẽ viết này để các bạn dễ nhìn đã. Ok chưa? Và biến menu này cuối cùng tôi sẽ return, trả về dữ liệu của hàm thì chúng ta dùng return. Cái này ngôn ngữ hàm cũng vậy, trong Java Suite cũng như vậy, được chưa? Đó, khi mà tôi viết hàm như thế này thì sau này chúng ta sẽ lấy ra rất dễ. Và rồi tôi có một biến menu vào đây, tôi bằng getMenu như thế này, được chưa? Thì dĩ nhiên tôi lấy ra được danh sách menu một cách dễ dàng. Đây, tôi sẽ in ra đây. Tôi lấy ra được danh sách menu một cách dễ dàng mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó, và sau này để lấy ra cái sub menu chúng ta cũng dùng lại cái hàm này. Đấy là cái mục đích để tôi tạo ra cái hàm này. Ok chưa các bạn? Đó, đây, kết quả của chúng ta cũng không thay đổi. Đó, ok chưa? Giả sử sau này tôi muốn lấy ra tất cả những cái menu con của thằng category thì tôi chỉ cần truyền cái parent là bằng 5, chính là bằng ID của category như thế này. Đây, tôi gọi đến hàm getMenu và tôi truyền bằng 5 là tôi sẽ lấy ra được đó, danh sách menu con có parent bằng 5. Được chưa các bạn? Thì đây là cái ý đồ của tôi để tôi sử dụng chung, thì chúng ta có cái hàm này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ check là mỗi lần ghép dữ liệu này thì nó sẽ trả về cái mảng này. Nếu mà mảng này khác rỗng, chúng ta sẽ check như thế này. Đây, chúng ta sẽ không dùng ở đây như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ check là nếu tôi sẽ viết thêm một cái kịch bản PHP ở đây như thế này. Tôi viết là nếu mà thằng menu tôi tạo ra một cái biến là menu tôi sẽ dùng luôn như thế này, menu parent menu bằng với cái thằng get menu và tôi không chuyển gì, có nghĩa mặc định nó bằng không. Nếu mà thằng này khác luôn, được chưa? Hay nói cách khác là tôi viết như thế này, có nghĩa là nếu dữ liệu của thằng này có thì tôi mới hiển thị menu này lên. Đây, tôi end-pip ở dưới này. Tôi sẽ end-pip. Đây, ok chưa các bạn? Tôi chạy lên này.
À, đó rõ ràng nó có dữ liệu, nhưng dữ liệu của tôi bây giờ nó sẽ phải là cái menu ở trong này, ok chưa? Thì tôi sẽ làm như sau, dữ liệu của tôi nó sẽ phải đổ ra bên trong cái menu tra này, thì tôi tạm thời tôi xóa hết cái này đi. Đó, HTML tĩnh của chúng ta chỉ để chúng ta xem giao diện chuẩn hay chưa thôi, còn sau này chúng ta làm chúng ta sẽ xóa hết như thế này, được chưa các bạn? Đây, đó chúng ta chỉ còn cái này thôi. Thì chúng ta sẽ đi duyệt cái mảng ghép menu này thông qua cái biến này. Thì tôi sẽ viết như sau. Tôi sẽ tạo ra một cái tên method, đây là form như thế này. Đó, tôi parent menu add, tôi chọn đến menu item như thế này. Thì cái menu item này của tôi lúc này nó là một cái mảng. Nó là một cái mảng. Đây, tôi add form ở dưới này. Đây, được chưa các bạn? Thì cái menu item của tôi nó là một cái mảng. Như các bạn thấy là cái mảng đó sẽ có key là name và parent bằng và ID và parent. Nó có key bằng ba cái trường này. Thì muốn truy xuất vào một cái mảng này thì chúng ta chỉ cần biết cái key của nó. Và cụ thể đây, chúng ta sẽ thay thế cái giá trị cố định service ở đây bằng cái đây tôi viết như thế này, nó tương đương với hàm PPHO, có nghĩa là in dữ liệu ra màn hình. Đây, thì tôi sẽ chỉ cần viết là menu item. Menu item nó được truyền cái key là name và thì lúc này các bạn sẽ thấy là à, với PHP chúng ta code nó chỉ còn ngắn như thế này thôi. Đó, tôi chạy nó lên. Thì các bạn sẽ thấy là à, chúng ta đã có được một cái menu. Menu tra như thế này. Được chưa? Đó, ví dụ tôi muốn thêm một cái menu tra nữa, tôi chỉ cần insert như thế này, cái này tôi sẽ bằng không. Ví dụ tôi muốn thêm một cái ví dụ như là Facebook, là sẽ như vậy, liên kết đến Facebook hoặc là Google Maps đi, Maps đó. Đây, thì tôi sẽ insert vào trong bảng. Đó, chúng ta sẽ có một thằng menu tra là Maps với parent là không thì là tra đấy. Chúng ta quay trở lại đây. Chúng ta thấy có thêm thằng map đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Giả sử tôi xóa thằng map rồi đi, với cái ID bằng 13 tôi sẽ xóa từ bảng menu này, quay ID bằng 13 đây. Đó, cái này chúng ta nhìn lại menu mất thằng 13 thì ra ngoài này, dữ liệu cũng sẽ mất đi đó, ok chưa các bạn? Thì sau này chúng ta sẽ quản lý nó rất là dễ dàng và không phải đi sửa code nữa. Tiếp tục làm thế nào để tôi có thể hiển thị ra được thằng sub menu, thì có nghĩa là khi chúng ta chạy form duyệt lần lượt từ thằng home đến thằng contact này, nếu thằng nào mà có con thì tôi sẽ làm gì, tôi sẽ đổ ra thằng con của nó. Thì trong cái for x này tôi sẽ đi làm một công việc này. Đây, trong chính giờ thì tôi sẽ đi làm một công việc này, tôi sẽ đi check tiếp dữ liệu là nếu mà thằng tôi sẽ để như thế này. Tôi sẽ để như thế này. Tôi sẽ gọi đến là get menu, nhưng tôi sẽ truyền vào đây là item với cái parent như thế này. Có nghĩa là dữ liệu động vào đây tôi sẽ truyền vào là cái parent. Đó, một cái parent có nghĩa là truyền vào cái menu, à truyền vào ID, sorry các bạn. Đó, ok chưa? Thì ví dụ tôi truyền ID bằng 5 thì trên này nó sẽ select những thằng có parent với cái ID truyền vào là bằng 5. Ok chưa? Thì tôi sẽ truyền như thế này. Tôi sẽ đi for x như thế này. Tôi sẽ đi thực hiện for x. Cái get menu như thế này luôn. Đó. Tôi sẽ đi viết như sau. Đó. Nhưng mà trước khi đi viết như thế thì tôi sẽ check trước. Nếu mà cái thằng này có dữ liệu. Đó. Tôi viết như thế này là nếu mà nó có dữ liệu này. Ok chưa? Tôi đóng lại em ít ở đây. Đó. Được chưa các bạn? Nếu có dữ liệu thì tôi sẽ đủ ra thằng lời đi. Đó, và lúc này nếu như tôi sẽ đi for thằng này được. Phải các bạn? Thì tôi sẽ để là parent à, sẽ là sub menu bằng get menu parent như thế này. Ok chưa? Đó. Và chúng ta sẽ đi for x cái thằng này.
Đó, thì cái menu con tôi sẽ có class làm sắp như thế này. Được rồi. Và tôi sẽ đi for x. For cái gì? Tôi sẽ đi for x. For x cái thằng sắp menu này. Tôi sẽ viết cách cắt như này để các bạn nhìn được dễ. Đó, được chưa? Đây. Đó, trong cái lời y về thằng cha này, chúng ta sẽ đi thực hiện việc này. Sắp và menu ở đây. Ok chưa các bạn? Dưới này tôi sẽ end for x như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ lấy ra lời y với a như thế này. Và chúng ta cũng sẽ lấy ra được cái gì các bạn? Chúng ta cho ra được cái menu, tôi bỏ key đi. Đây tôi sẽ để là sub menu. Sub menu. Đó, mỗi lần duyệt cái sub menu số nhiều này, chúng ta lấy ra được một cái sub menu số ít này. Với tay lần lên, các bạn chạy lên này. Đó, các bạn thấy là thằng nào có menu thì sẽ xuống ra. Đó, được chưa? Thì thằng category ở đây, rõ ràng là nó đang có cái, nó đang có 5 cái menu con. Dựa vào thằng parent này, chúng ta biết được là đây là 5 menu con của thằng category. Đây, có nghĩa là có parent nó sẽ bằng với ID của thằng category. Ok chưa các bạn? Đó, giả sử tôi muốn thêm vào thằng service một cái menu thì tôi sẽ thêm như thế này. Đây, tôi sẽ thêm là một cái menu đây. Thì service của chúng ta có ID bằng 6, tôi sẽ để đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái menu cho của service, ví dụ tôi để là service item 1. Item 1. Đó, được chưa? Service item 2, service item 3, service item 4 và service item 5. Tôi giả sử như vậy, lúc này các bạn chạy load lại lên thì các bạn sẽ thấy là à, chúng ta sẽ có menu cho service là như thế này. Được chưa? Thì tất cả những cái mà hiển thị ở bên ngoài này, tất cả những thứ mà hiển thị ở bên ngoài này, chúng ta đều quản lý nó ở bên trong database. Được chưa? Và sau này chúng ta sẽ xây dựng cái trang quản trị để mà làm ra cái giao diện thêm mới menu, cập nhật menu hay là xóa menu, quản lý danh sách menu, thì lúc đấy nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Đó. Thì trong phạm vi của video này, tôi chỉ giới thiệu cho bạn như vậy thôi, để các bạn thấy có sự liên quan giữa thằng backend và thằng frontend nó như thế nào. Đó. Thì công việc của thằng frontend nó sẽ làm cho chúng ta cái giao diện như thế này với code HTML/CSS. Nhưng các bạn sang thằng backend này thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng một chút cái code đấy thôi, nhưng mà vẫn phải viết đúng chuẩn class mà thằng frontend quy định. Đây. Đó, và nó sẽ nhận cái CSS. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Đó. Thì đây là một cái ví dụ để các bạn thấy cái sự liên quan giữa hai thằng đó. Và qua cái ví dụ này thì các bạn cũng làm quen được với một số hàm của PHP và ý nghĩa của thằng MySQL ở đây là gì. Đó, nó sẽ để lưu trữ thông tin của menu. Còn thằng PHP có vai trò là sẽ đọc cái thông tin từ trong database ra và đổ ra bên ngoài giao diện như thế này. Được chưa? Ngoài ra PHP sẽ có vai trò là nó sẽ thực hiện công việc như là cập nhật dữ liệu, thay đổi dữ liệu hay đổi tên các thứ, hay là xóa dữ liệu trong MySQL. Thì trong demo này tôi sẽ chưa làm nó ở đây. Đó, thì tạm thời các bạn hãy xem lại cái này để hiểu bản chất vì sao chúng ta phải sử dụng thằng PHP MySQL, hay nói cách khác là cái phần backend nó sẽ giúp các bạn điều gì và chúng ta nên học nó là như thế nào. Đó, thì qua cái công việc này thì các bạn sẽ nhìn thấy được một công việc tổng thể, hay nói cách khác là những việc chúng ta phải làm khi phát triển một trang web từ đầu đến cuối, thì nó sẽ luôn luôn gắn liền với công việc của một ông frontend và backend. Đó, và các bạn làm được cả hai cái đó thì nó sẽ gọi là full stack, và các bạn làm được một website hoàn chỉnh. Ok chưa? Đó, tôi sẽ dừng cái video này ở đây ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.